Sao Trào Lưu khoe lông nách, chị em lại có mốt nuôi lông mũi sống ảo. Hình ảnh của Trào Lưu mới này được các chị em chia sẻ thực sự khiến không ít người sởn da gà. Sao Trào Lưu kêu gọi không cậu lông dưới cánh tay trước đây, có nhiều thiếu nữ trên khắp thế giới đã rộ lên Trào Lưu chụp ảnh khoe vùng da dưới cánh tay của mình. Hay thậm chí là nhờ vùng lông này. Khi đó, nhiều người đã cho rằng Trào Lưu này quá kỳ quặc và vô bổ. Thì mới đây nhất, một Trào Lưu khác còn khiến nhiều người choáng ngợp hơn, đó là Trào Lưu khoe lông mũi. Những cô gái đến từ khắp các châu lục đồng loạt khoe hình ảnh tự sướng của bản thân với hai lỗ mũi đầy lông đang mọc dài ra bên ngoài, khiến không ít người sởn da gà. Ban đầu Trào Lưu này bắt nguồn từ Trung Quốc và dần lan sang các châu lục khác. Nhưng thật may mắn, đây không phải là lông mũi thật, mà đơn giản là lông mi giả được sử dụng để làm giả lông mũi. Thế nhưng, khắp nơi trên mạng xã hội đều đăng những hình ảnh này khiến không ít người cảm thấy phản cảm, thậm chí là khó chịu. Đa phần cư dân mạng đều cho rằng, Trào Lưu này chẳng hề có ý nghĩa gì, không gây cười cũng không đem tới cảm giác thú vị. Không thể hiểu nổi, bây giờ làm cái gì cũng có thể trở thành Trào Lưu được à. Nuôi lông mũi thật thì còn thú vị, chứ làm cái trò gắn mi giả vào mũi thì các thánh ngồi để em lại một lại. Một vài bình luận được cư dân mạng chia sẻ. Bí ẩn giếng trong cổ có 5 cô tiên múa hát, hàng đêm kẹo kẹt tiếng múc nước. Ở làng Hữu Quyền, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, có 3 chiếc giếng cổ, đó là giếng chòm, giếng đá và giếng thềm. Ba giếng này tạo thành một hình tam giác án ngữ ba góc của làng. Cả ba đều có kiểu cấu trúc như nhau là hình vuông, sâu khoảng 3-4 mét, rộng 2 mét. Xung quanh được ốp những phiến gỗ quý, qua nhiều thế kỷ mà vẫn cứng như đá, đen như than. Tuy nhiên, giếng thềm và giếng đá không thấy khắc những ký tự lạ trên gỗ như ở giếng chòm. Ngày 20 tháng 11 vừa qua, vào khoảng 10 giờ đêm, một người dân đi ngang qua giếng chòm chợt thấy le lói ánh sáng, lại có cả tiếng ca hát. Vừa ghé vào, anh đã sững sờ vì ngạc nhiên. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, năm cô gái đội mũ cao, có nhiều họa tiết lạ mắt, mặc áo dài như váy mỏng đang múa hát. Các cô hát bằng tiếng dân tộc nào đó nghe líu lo. Ngạc nhiên quá, anh đánh rơi cái túi đang cầm trên tay. Nghe tiếng động lạ, ánh sáng vụt tắt, các cô gái cũng như tan ra trong bóng đêm. Sợ hãi, anh chạy ra đường, hỏi thăm những người ở gần, càng ngạc nhiên khi không thấy ai trông thấy gì. Những câu chuyện ở làng giếng chòm không phải bây giờ mới xảy ra. Rất nhiều điều kỳ quái xảy ra ở đây không thể lý giải. Giếng cách xa khu dân cư, từ khi bị bỏ hoang, khu vực quanh giếng cây cối luôn rậm rạp. Những người xung quanh cho biết, nhiều năm về trước, đêm đêm thường nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở giếng cổ. Ai cũng khẳng định những tiếng động đó giống như tiếng người múc nước kêu kẹo kẹt, hòa với tiếng bước chân thình thịch và tiếng các thùng nước va đập vào nhau. Nhiều năm nay, không còn ai đến lấy nước ở đây về dùng nên những âm thanh đó khiến ai nấy đều tò mò. Ban đầu, người dân ở đây nghĩ rằng ban đêm có ai đó đến gánh nước, có thể do giếng cá nhân của gia đình họ bị hư hỏng gì đó nên không có nước dùng. Nhiều đêm như vậy, họ liền rủ nhau ra rình xem ai là người cứ hay đi gánh nước đêm. Tuy nhiên, cứ ra đến gần giếng là chẳng thấy ai cả. Nhưng khi quay lại mấy bước chân khuất giếng, những âm thanh đó lại phát lên. Lúc ấy, nhóm người ra rình chỉ biết nhìn nhau, mắt tròn mắt dẹt. Có người vì hoảng quá liền co giò bỏ chạy. Trường hợp khác, một người dân trong làng có việc nên về nhà rất khuya. Anh kể lại, lúc anh ta đi ngang giếng chòm thì xuất hiện hình ảnh lờ mờ trước mắt. Một người phụ nữ mặc áo trắng đứng bên giếng múc nước. Lúc đó, anh ta nghĩ chắc ai đó trong làng đi bắt ếch ngoài đồng về, múc nước rửa chân, liền chạy lại hỏi thăm. Tuy nhiên, khi lại gần thì bóng dáng người phụ nữ đó bỗng biến mất. Sợ gặp phải ma, nên tôi liền ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà. Người này nhớ lại. Sau những sự việc trên, người dân trong làng đồn rằng giếng chòm có ma. Từ đó, giếng chòm được người dân gọi bằng biệt danh mới là giếng ma. Lý giải về những sự việc bất thường xảy ra quanh giếng cổ, một số người mê tín cho rằng
đó có thể là do những linh hồn chết oan bên giếng chòm hiện về quấy rối. Các cụ kể, trước đây, ban ngày giếng chòm nhiều người đến gánh nước nên nhiều người chuyển sang gánh vào ban đêm. Từng có trường hợp trượt chân ngã xuống giếng chết. Cụ Nguyễn Hữu Ứng, 83 tuổi, xóm Bắc Vĩnh Quyền, xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên nhớ lại. Vào năm 1936, có một ông cố thủ làng, người luôn chăm sóc viếng. Vào những ngày lễ, ông luôn đem đồ ra giếng cúng. Giếng bị xuống cấp, ông cố thủ bỏ tiền ra cho dân làng tu sửa. Khi ông qua đời thì giếng nước đang trong xanh ngọt mát tự nhiên lại chuyển sang màu vàng chưa phèng. Sau khi thi hài của cố thủ được chôn cất xong thì nước giếng lại trong xanh như ban đầu. Các bậc cao niên vẫn nhớ rõ cái chết của một cô bé đi chăn bò. Năm đó, khi bò lại ăn lá ở bờ giếng, không hiểu vì lý do gì cô bé rơi xuống giếng chết ngay. Năm 1965, một phụ nữ trong làng đi gánh nước đêm thì bị trúng bom chết bên giếng. Có thể linh hồn người chết chưa siêu thoát còn quanh quẩn ở cạnh giếng rồi hàng đêm vẫn múc nước ở đây, một cụ giải thích. Tuy nhiên, một số lời đồn đại khác lại cho rằng chiếc giếng này là của người chăm xây dựng cách đây hàng trăm năm. Lúc xây có rất nhiều người bỏ mạng, nay linh hồn họ ra quanh giếng. Kể từ khi đó, lời đồn ma quỷ ở giếng chòm ban đêm tuyệt đối không ai dám bén mạng đến khu vực này. Những gia đình ở gần đến chập tối là đóng kín cửa, không cho con cái ra khỏi nhà. Những người có việc phải về muộn thì họ thường ngủ nhờ nhà người quen hoặc rủ thêm ai đó về cùng, chứ không ai dám đi một mình. Khi qua ngang giếng, ai cũng cố chạy thật nhanh. Sự hoang mang của dân làng cứ tăng dần lên, khiến cuộc sống nơi đây bị xáo trộn nghiêm trọng. Thấy vậy, cách đây hơn một năm, các cao niên của làng Hữu Quyền tập hợp mọi người lại, sắm sửa lễ vật ra làm lễ thắp hương tại giếng cổ. Điều kỳ lạ là sau khi làm lễ xong thì những tiếng động lạ không còn nữa. Từ đó, người dân cũng yên tâm sinh sống, không còn hoang mang sợ hãi. Đến nay lại có chuyện các cô tiên múa hát quanh giếng. Nhiều người còn coi đây là điểm thiên hạ thái bình, làm ăn phát đạt. Nói về giếng chòm, ông Trần Hữu Đạt, trưởng thôn Hữu Quyền tự hào. Vào mùa khô, người dân bốn xã là Cẩm Quan, Cẩm Quan, Cẩm Huy, Cẩm Tiến đổ xô đến nơi đây để múc nước uống. Mặc dù vậy, nhưng nước trong giếng chưa bao giờ cạn, bởi dưới đấy có một mạch nước rất lớn lúc nào cũng tuôn trào. Tuy nhiên, nước dâng lên đến thành giếng thì mạch nước lại ngừng chảy và thế mà nước không bao giờ tràn ra được ngoài. Một điều lạ khác là trong khi tất cả các giếng xung quanh đều bị nhiễm phèn, sắc vàng khè thì nước giếng chòm vẫn trong vắt và ngọt lịm. Khi được hỏi về lịch sử của giếng chòm, người dân làng Hữu Quyền từ già tới trẻ không ai biết. Từ đời này qua đời khác, các thế hệ con dân trong làng vẫn bảo ban con cháu, sống chết gì vẫn bảo vệ cho được cái giếng chòm. Ông Trần Hữu Minh cho biết, ở làng có thông lệ là vào tháng 6 âm lịch hàng năm, dân làng phải tổ chức tác giếng để cầu mong cuộc sống an lành. Mùa màng bội thu giống như mạch nước không ngừng tuôn chảy dưới đáy giếng. Việc tắt giếng là thông lệ, thế nhưng trước khi tắt giếng không cần làm lễ cúng hay thắp hương gì cả. Thông lệ của làng thì cứ thế mà triển khai. Trước đây, việc tắt giếng cho đoàn thanh niên trong làng đứng ra đảm nhiệm. Thanh niên sẽ đứng thành hai hàng quanh giếng, thay nhau múc nước. Khi nước rút bớt thì phải xuống kỳ cọ lau chùi những phiến gỗ cho sạch và vứt những thứ rác rưởi bùn đất bao trùm mạch nước dưới đáy giếng. Ông Minh kể, tác giếng nào thì không biết, nhưng đụng đến giếng chòm thì vất vả lắm chú ơi. Đoàn thanh niên thay nhau múc nước bởi hơi tay mới theo kịp tốc độ phun nước của mạch dưới giếng. Có thời điểm, làng huy động tới 3 máy hút nước cỡ lớn mới đánh vật được với cái giếng kỳ lạ này. Và thời gian hút nước nhằm vào mùa khô cũng là nhằm vào lúc lưu lượng nước trong mạch phun ra giảm đi thì mới thao giếng thành công. Theo các nhà nghiên cứu, giếng chòm là một trong 15 giếng cổ do người dân tộc Chăm xây dựng còn tồn tại ở Hà Tĩnh. Giếng đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2011. Ông Phan Văn Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Huy xác nhận, xung quanh giếng có những câu chuyện kỳ lạ. Tuy nhiên, ông khẳng định đó chỉ là những lời đồn đại của một bộ phận người dân mê tín, hoàn toàn không có cơ sở. Lấy miếng sắt chọc nhẹ đầu móng chân, thiếu nữ kinh hãi cả đời khi lấy ra hàng tấn kinh dị này. Dù thần kinh sắt thép cũng phải khóc thét ngay lập tức khi chứng kiến cảnh vệ sinh móng chân có 102 này. Thấy móng chân dị dạng và ngày càng bốc mùi hôi thối, thiếu nữ không giấu được lo sợ, vội vã tìm gặp đến bác sĩ. Bác sĩ cũng không khỏi kinh hãi khi thấy hình hài dị dạng của ngón chân bệnh nhân. Khi tận mắt chứng kiến đối tượng, ông ngay lập tức tiến hành làm vệ sinh cho móng chân để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
ông dùng bấm cắt hết móng chân dài trước, sau đó ông nhẹ nhàng lấy đồ nghề chọc nhẹ vào bên trong móng chân để lấy hết cặn bẩn ra ngoài. Hàng tá thứ kinh dị bốc mùi được lấy ra khiến nhiều người không khỏi kinh hãi. Có lẽ thiếu nữ đã một thời gian dài không vệ sinh móng chân mới tạo ra được những cảnh tượng kinh hoàng này. Móng tay và móng chân cần phải được làm sạch thường xuyên để luôn sạch sẽ và không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.